Ryan Morrison, 53 tuổi, ở Glasgow, Anh Quốc, cho biết chiếc xe điện MG ZS đột nhiên trục trặc khi ông đang lái xe từ chỗ làm về nhà, khiến ông phải ngồi trong xe gọi cảnh sát tới hỗ trợ. Sự việc xảy ra vào khoảng sau 10 giờ tối Chủ nhật nên đường phố khá vắng vẻ. Ông Morrison nói, tôi thấy có gì đó khác thường khi lái xe tới vòng xuyến và đạp phanh để đi chậm lại nhưng không được. Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng mải lớn giống như sự cọ sát má phanh, nhưng vì đó là một chiếc xe mới nên tôi biết không thể có vấn đề ở má phanh. Ông đã qua được vòng xuyến với tốc độ khoảng 48 km/h và phía trước là một con đường dài. Ông đã nghĩ rằng xe rồi sẽ tự dừng lại nếu ông không đạp ga, nhưng thực tế không như vậy. Tôi hoàn toàn bị nhốt ở trong chiếc xe đang chạy 48 km/h. Tốc độ này không phải là quá cao, nhưng khi bạn ở trong tình trạng không thể kiểm soát tốc độ và bị nhốt trong xe thì nó thật kinh khủng, ông nói. Morrison đã gọi điện cho vợ, lo lắng bảo bà cảnh báo các xe chạy trước ông về việc ông không thể dừng xe. Sau đó, ông gọi cho cảnh sát. Chiếc xe cứ tự chạy, tôi không thể can thiệp gì. Khi tôi gọi 999, họ đã cử cảnh sát tới giúp, đồng thời kết nối với một số kỹ sư để tìm hướng giải quyết vấn đề. Họ đã hỏi xem đó có phải là xe có tính năng tự lái không. Đó là lần đầu tiên tổng đài xử lý việc này và họ không biết phải làm gì. Do đó, họ chỉ còn cách bố trí 3 chiếc xe cảnh sát chạy khóa đầu, khóa đuôi xe của ông Morrison. Ông Morrison cho biết vẫn còn may là sự cố xảy ra vào buổi tối nên không gây hậu quả nghiêm trọng.